đâu có ai sắp chết đâu. Làm gì mà khóc như mưa vậy? Nhưng em không muốn chia tay. Anh đừng đi nha. Anh phải trở về bệnh viện. Em cho anh thời gian đi. Có được hay là không? Cuộc đời của em, em đã phải chờ đợi nhiều lắm rồi. Anh có biết là em đợi anh đêm ngày không? Em thường mong anh xuất hiện. Em cứ chờ đợi mãi ở tiệm cà phê, chờ anh thật là lâu. Những lúc mà anh xuất hiện ở trước mặt của em, lúc đó tim của em cứ rung lên, giống hệt như muốn nhảy ra ngoài vậy đó. Anh cứ kêu em chờ anh, kêu em cứ từ từ chờ anh làm sao được. Em thiệt sợ lắm. Em sợ tới lúc đó, anh lại không xuất hiện. Vậy anh nói đi, lúc đó em phải làm sao? Đi vô nhà đi. Chú à, trái dưa này bao nhiêu vậy? Dưa này hả? Tôi lấy 5.000 đồng. Ngọt không? Ngọt lắm đó. Chồng quá. Chồng quá, giờ em ở trên đường về đó hả? Ê, thấy đã đúng lúc hay chưa? Em coi đó, có phải là khác nhân viên từ kiếp trước sao hả? Anh tới đây làm gì? Ê chà, em hỏi gì mà nghe đau lòng quá vậy hả? Vào nhà đi. Sao anh không gọi điện thoại mà tự ý tới đây? Anh tưởng anh đến là có em ở nhà đó. Anh có linh cảm, giáo quan thứ 6 mà. Em thấy không phải hay sao hả? Em đâu có kêu anh tới đâu mà anh tới. Hay là anh về đi, đợi ngày mai chúng ta gặp nhau ở đoàn kịch. Em kêu anh về à? Ờ. Thì vậy trầm trọng rồi. Anh bị tổn thương rồi đó nha. Kiến Sơn à, sau này anh nhớ phải gọi điện thoại cho em trước rồi mới tới đây. Anh đi về đi. Dạ. Em làm sao vậy? Anh làm gì cho em buồn hả? Không phải vậy đâu. Nếu không phải vậy, bộ trong nhà có đàn ông khác hay sao?
Tại sao không để cho anh vào chứ? Em đã có người em thương. Chính vì vậy cho nên em không muốn để cho anh có hy vọng gì. Nhưng em nghĩ nói đúng sự thật thì vẫn tốt hơn. Nè, cô tới đây. Ngồi đi. Em xin lỗi trưởng khoa, em muốn xin nghỉ phép một thời gian có được hay không? Tại sao? Trưởng khoa, em cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy bệnh nhân. Vả lại em không còn đủ tự tin để làm việc nữa. Nếu em cố an ủi hay là khuyên bảo bệnh nhân vào lúc này, em thấy giả dối lắm. Vậy hả? Phải rồi, nhưng mà không có được đâu. Sống ở trên đời này có biết bao nhiêu là khó khăn đó hả? Cô đã tư vấn cho bệnh nhân hàng ngày, người ta đã sống có vô vàn thứ phải trải qua, thế mới là cuộc sống chứ. Là bác sĩ, tất nhiên điều đó chẳng là cái gì cả. Đúng là như vậy. Nếu chỉ có vậy thôi thì đâu có gì. Nếu em là một người bình thường, là một bệnh nhân thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đằng này em lại là một bác sĩ. Em phải điều trị tâm lý cho tất cả bệnh nhân của em, nhưng bản thân em còn chưa có làm chủ được nữa. Giọng điệu của cô sao mà nhục chí quá vậy? Thôi bỏ qua đi. Bác sĩ chứ đâu phải là thần thánh đâu. Và cô, cô phải nên đi theo bệnh nhân chứ, phải biết đồng cảm với bọn họ. Nè, vậy cô đã làm xong bài luận chưa? Vậy kiếp trước là cái gì? Vậy cái giấc mơ đó đó. Giấc mơ đó em vẫn chưa có giải được. Vô đi. Xuân Trinh, có chuyện gì? Anh không về à? Em phải gọi cho anh chứ. Em ngồi đi, anh rót trà nha. Em đã uống cà phê nhiều rồi. Anh đã nói dạo này anh bận rộn công việc, phải giải phẫu nhiều. Là vì cổ có phải không? Anh thật sự là giải phẫu rất nhiều. Anh chưa bao giờ nói với em cả. Thật sao? Em tin anh đi có được hay không? Dạo gần đây chúng ta không có nhắc đến kết hôn nữa. Cũng là vì cổ phải không? Em lại nói gì đây?